Kính mời quý vị đại biểu, các anh chị phụ trách cùng toàn thể các bạn đứng dậy chuẩn bị làm lễ trao cờ, đội nghi lễ vào vị trí. Thank you.
Thank you.
Chúa, các anh chị phụ trách, các bạn thân mến, tới dự buổi khai mạc đại hội chống ngoan bảo hộ toàn tỉnh lần thứ 11 hôm nay, chúng em rất vui mừng được đón các quý vị đại biểu. Về phía Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương, em xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Long Hải, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương. Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí đại diện các Ban Trung ương Đoàn, Hội đồng đội Trung ương. Về phía đại biểu lãnh đạo tỉnh Nghệ An, chúng cháu xin trân trọng giới thiệu bác Lê Xuân Đài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An. Xin trân trọng giới thiệu bác Nguyễn Hữu Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An. Bác Lê Văn Cầm, Tỉnh ủy viên, Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Cô Lê Thị Tám, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Xin trân trọng giới thiệu các bạn, các cô, các chú, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh. Về phía đại diện các nhà tài trợ cho đại hội, chúng cháu xin trân trọng giới thiệu cô Trần Thanh Thủy, giám đốc VNPT Nghệ An. Chú Nguyễn Cảnh Thắng, trưởng phòng kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Linh. Chú Trần Xuân Sơn, tập đoàn Thiên Long chi nhánh Nghệ An. Chú Lê Trọng Dũng, trưởng phòng đại diện quản lý phân phối nước giải khát Chương Dương miền Bắc. Xin chân thành cảm ơn Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhựa Thanh An và Công ty Cổ phần Sữa TH. Kính thưa toàn thể đại hội, chúng em xin trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An. Tại đại hội hôm nay, để động viên và chúc mừng đại hội, chúng cháu xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Lê Xuân Đài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lên phát biểu với đại hội. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Kính thưa đồng chí Nguyễn Hữu Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các cháu đội viên, thiếu niên nhi đồng yêu quý. Hòa chung không khí thi đua sôi nổi cùng nhân dân cả nước lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Chào mừng kỷ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hôm nay, bác rất vui mừng tham dự Đại hội đại biểu chống ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An lần thứ 11. Bơm hoa việc tốt của phong trào đổi tỉnh nhà, bác mong rằng các cháu sẽ là những hạt nhân nòng cốt trong các hoạt động của đoàn đội tại các trường học và địa phương, để những năm tiếp theo chúng ta có thêm nhiều, thật nhiều cháu ngoan Bác Hồ, nhiều con ngoan trò giỏi, để ngày mai đây mỗi đội viên sẽ trở thành những đoàn viên ưu tú, những chủ nhân tương lai của đất nước, kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Bác luôn tin tưởng và chờ đợi, chờ tin những thành tích phấn đấu xuất sắc của các cháu. Chúc các cháu luôn là con ngoan trò giỏi, xứng đáng là danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, nhằm biểu dương những thành tích của các tập thể và các cá nhân có nhiều thành tích cao trong công tác đội và phong trào thiếu nhi, Hội đồng đội tỉnh Nghệ An đã có giấy khen đặt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời các bạn có mặt tại đây hôm nay bước lên sân khấu để nhận hoa và giấy khen của ban tổ chức. Sau đây, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương. Xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Xuân Đài,
Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Hữu Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy. Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, tỉnh ủy viên, Bí thư tỉnh đoàn lên trao giấy chứng nhận và quà cho các bạn đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Sau đây, xin kính mời các bạn có tên sau bước lên sân khấu để nhận giấy khen và hoa của Hội đồng đội tỉnh Nghệ An. Mời bạn Lương Thị Quỳnh, lớp 9A3, trường Trung học Cơ sở Môn Sơn, huyện Con Cuông. Bạn Lương Thị Quỳnh có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng đã cố gắng nhiều năm liền vươn lên học tập tốt, đạt giải nhì cấp huyện và giải ba cấp tỉnh môn giáo dục công dân năm học 2013-2014. Xin được trân trọng kính mời bạn Nguyễn Thị Mai Sương, học sinh lớp 9A3 trường Trung học Cơ sở Trà Lân, huyện Con Cuông. Em là học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 8 trong các năm học năm 2009 đến năm 2013 đều đạt giải nhất cấp huyện thi tiếng Anh IELTS. Mời bạn Lê Thanh Mai, lớp 9A, trường Trung học Cơ sở Quỳnh Điện, thị xã Hoàng Mai. Bạn Lê Thanh Mai luôn tích cực tham gia các phong trào đội do liên đội tổ chức, là học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh IELTS toàn quốc. Xin được trân trọng kính mời bạn Nguyễn Thị Hương Giang, học sinh lớp 9A1 trường Trung học Cơ sở Hải Hòa, thị xã Cửa Lò. Em là một học sinh giỏi toàn diện, đạt giải ba hội thi chỉ huy đội giỏi thị xã năm 2012-2013, là liên đội trưởng gương mẫu, đạt giải ba hội thi chỉ huy đội giỏi thị xã năm học 2012-2013. Mời bạn Bùi Thị Thanh Tâm, lớp 9A, trường Trung học Cơ sở thị trấn huyện Nghĩa Đàn, là lớp trưởng từ năm lớp 6 đến lớp 9, luôn tham gia đạt nhiều thành tích cao trong các phong trào hoạt động đội của nhà trường, là đại biểu điển hình tiên tiến huyện Nghĩa Đàn, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi các môn tiếng Anh, toán, văn cấp huyện. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bạn Lê Thị Hà Linh, học sinh lớp 9B trường Trung học Cơ sở Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai. Em là liên đội trưởng, ban chấp hành liên đội, hoàn thành các chuyên đội viên, chương trình rèn luyện đội viên, là học sinh giỏi thị xã Môn Hóa, học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh. Mời bạn Phạm Nhật Nam, chi đội 9A, liên đội trường Trung học Cơ sở Diễn Thành, Diễn Châu, là thành viên ban chỉ huy liên đội, luôn gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào của đội, là học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bạn Phạm Minh Tâm, học sinh lớp 5A trường tiểu học Quỳnh Lộc, thị xã Hoàng Mai. Em luôn tích cực tham gia hoạt động công tác đội và liên đội, liên đội trưởng các trường đạt chuyên nhờ nghi thức đội nhà sử học nhỏ tuổi Hoàng Mai. Mời bạn Đậu Ngọc Tú Anh, lớp 8A trường Trung học Cơ sở Nghệ Thuật, thị xã Thái Hòa, là chỉ huy đội giỏi, liên đội trưởng, học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp thị. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời bạn Lê Thị Hải Yến, học sinh lớp 9C, trường Trung học Cơ sở Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa. Em được nhận giấy khen của nhà trường vì có thành tích xuất sắc trong phong trào công tác đội. Mời bạn Vang Thị Kim Yến, lớp 9C, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú, Trung học Cơ sở huyện Tương Dương, là liên đội phó phụ trách văn thể mỹ của liên đội, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong học tập, nhiều năm liền đạt học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Xin được mời bạn Vi Quỳnh Như, học sinh lớp 8A trường Trung học Cơ sở thị trấn Hòa Bình, huyện Tương Dương. Em là liên đội trưởng luôn cố gắng gương mẫu, tổ chức các hoạt động đội trường học. Trong đợt khảo sát chất lượng của huyện, em xếp thứ nhì toàn huyện. Mời bạn Nguyễn Thiên Phúc Anh, lớp 5A trường tiểu học Yên Sơn, huyện Đô Lương, là liên đội trưởng gương mẫu, tham gia hoạt động đội tích cực, đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Xin được kính mời bạn Nguyễn Phú Anh Khoa, học sinh lớp 8A trường Trung học Cơ sở Lê Lợi, thành phố Vinh, 7 năm liền đạt học sinh giỏi bằng khen của công ty giáo dục đào tạo khoa học UNF trong cuộc thi khoa học đời sống trong mắt em. Mời bạn Nguyễn Phương Anh, lớp 8H trường Trung học Cơ sở Lê Lợi, thành phố Vinh, là học sinh
giỏi toàn diện 4 năm liền, đạt giải nhất bóng bàn đơn nữ và đồng đội tại Hội khỏe phụ đồng cấp tỉnh năm 2014. Xin được kính mời bạn Lê Hồ Trà My, học sinh lớp 9A2, trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, huyện Tân Kỳ. Em là chị thi đổi giỏi cấp huyện, học sinh giỏi 4 năm liền. Mời bạn Nguyễn Sơn Trang, chi đội 9C, liên đội trường trung học cơ sở Lê Mau, thành phố Vinh, là học sinh giỏi toàn diện 8 năm liền, đạt giải ba cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, học sinh giỏi tiếng Anh cấp thành phố, giải nhì thi chỉ huy đội giỏi cấp tỉnh. Xin được kính mời bạn Hoàng Thị Trà, học sinh lớp 8A trường trung học cơ sở Thái Sơn, huyện Đô Lương. Em luôn tích cực tham gia hoạt động đội, là một liên đội trưởng mẫu mực, tích cực đạt nhiều chuyên hiệu. Mời em Nguyễn Thị Hằng, lớp 9B, trường trung học cơ sở Lý Nhật Quang, huyện Đô Lương, là thành viên ban chỉ huy liên đội, đạt học sinh giỏi cấp quốc gia. Xin được trân trọng kính mời bạn Phạm Văn Đồng, học sinh lớp 9A, trường trung học cơ sở Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp. Em là liên đội trưởng 3 năm liền, được lãnh đạo tặng nhiều giấy khen, là học sinh giỏi cấp huyện môn lý. Mời bạn Nguyễn Tức Dũng, lớp 9A, trường trung học cơ sở Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, là liên đội trưởng tích cực tham gia các hoạt động đội, phong trào của liên đội, là học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Xin được trân trọng kính mời bạn Dương Thị Hà Giang, học sinh lớp 9A, trường trung học cơ sở Hương Thịnh, huyện Hưng Nguyên. Em là liên đội trưởng 4 năm liền, học sinh giỏi cấp huyện môn tiếng Anh, địa lý, dạy nhì khoa học sáng tạo cấp tỉnh. Mời bạn Nguyễn Thị Cẩm Trà, lớp 9C, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, huyện Hưng Nguyên, là liên đội trưởng tích cực, học sinh giỏi huyện 3 năm liền IOE, giải 3 môn IOE cấp tỉnh. Xin được trân trọng kính mời bạn Nguyễn Hương Giang, học sinh lớp 9A trường trung học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Hưng Nguyên. Em là liên đội trưởng, học sinh giỏi 9 năm liền. Mời bạn Mỹ Duyên, lớp 9B, trường trung học cơ sở Lê Xuân Đào, huyện Hưng Nguyên, là liên đội trưởng 4 năm liền, có sản phẩm khoa học sáng tạo, đạt giải cấp tỉnh năm 2012-2013. Xin được trân trọng kính mời bạn Phan Lê Khánh Huyền, học sinh lớp 8A1 trường trung học cơ sở Nghi Hương, thị xã Cửa Lò. Em là liên đội trưởng, chi đội trưởng giỏi, gương mẫu trong các hoạt động của nhà trường. Năm học 2014-2012, đạt học sinh giỏi toàn cấp tỉnh. Mời bạn Chế Ngọc Thái, lớp 5B, trường tiểu học Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, là liên đội trưởng, chi đội trưởng gương mẫu, là phụ trách sao, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xin được trân trọng kính mời bạn Trần Thị Thục Uyên, học sinh lớp 8B trường trung học cơ sở Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu. Em là liên đội trưởng, học sinh giỏi toàn diện nhiều năm liền, năm 2011 được tuyên dương là học sinh tiêu biểu huyện Quỳnh Lưu. Mời bạn Hồ Thị Thắm, lớp 9A trường trung học cơ sở Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, là học sinh đạt giải 3 môn văn tiếng Anh cấp thị xã, học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, giải 3 môn văn cấp tỉnh, học sinh giỏi tiếng Anh qua mạng toàn quốc. Xin được kính mời bạn Trần Lê Thảo Lam, học sinh lớp 9A trường trung học cơ sở Hồ Xuân Hương, huyện Quỳnh Lưu. Học sinh giỏi nhiều năm liên tục, em là học sinh giỏi môn tiếng Anh, đạt học sinh giỏi cấp quốc gia. Mời bạn Trần Thị Hà Ngân, lớp 6A trường trung học cơ sở Hòa Hiếu 1, thị xã Thái Hòa, đạt giải nhất học chỉ huy đội giỏi phụ trách sao tài năng cấp tỉnh, giải nhì tiếng hát dân ca cấp thị xã. Xin được trân trọng kính mời bạn Lê Thị Thủy Trang, học sinh lớp 7C trường trung học cơ sở Quang Tiến, thị xã Thái Hòa. Em là một học sinh gương mẫu, đạt nhiều thành tích cao trong công tác đội và công tác học tập. Kính thưa quý vị, trên sân khấu lúc này là 125 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ, đại diện cho hơn 400.000 đại viên, đội viên thiếu niên nhi đồng của tỉnh Nghệ An. Các em là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa nghìn Việt tốt, xứng danh cháu ngoan Bác Hồ kính yêu. Ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu có mặt tại đêm nay lên sân khấu để chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu cháu ngoan Bác Hồ. Xin được trân trọng kính mời các đồng chí. Chương trình lễ khai mạc đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An lần thứ 11 đến đây là kết thúc. Thay mặt cho ban tổ chức, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo
tạo điều kiện và những tình cảm quý báu của Hội đồng đội Trung ương, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ đã dành cho đại hội hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đại biểu, ban thường vụ các huyện, thành đoàn, các đồng chí ủy viên Hội đồng đội tỉnh, chủ tịch Hội đồng đội các huyện, thành thị, ban giám đốc nhà văn hóa thiếu nhi Việt Đức. Cảm ơn các đồng chí cán bộ đoàn hội đội, các phóng viên báo đài trung ương đã địa phương đã về dự và đưa tin. Xin kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, chúc các em vui khỏe, có những ngày tham quan giao lưu tại Hà Nội nhiều ý nghĩa và bước vào năm học mới đạt những thành tích cao. Xin trân trọng cảm ơn. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Bí thư tỉnh đoàn Nghệ An đã báo cáo với Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan những kết quả mà Hội đồng đội tỉnh Nghệ An đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Các phong trào nổi bật mà các đội viên tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt như thắp sáng ước mơ thiếu nhi tỉnh Nghệ An, giúp bạn đến trường, chúng em kể chuyện về cuộc sống và đạo đức Bác Hồ đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo nên lối sống lành mạnh, biết yêu thương, giúp đỡ những người xung quanh cho các em. 125 em trong đoàn đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ là những bông hoa tươi thắm đại diện cho các em thiếu niên nhi đồng của tỉnh. Các em đã gửi gắm tình cảm của thiếu nhi Nghệ An dành cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước thông qua những tiết mục văn nghệ mang đậm chất xứ Nghệ với câu hát dân ca ví dặm, những câu chuyện đầy xúc động về cuộc đời và đạo đức Hồ Chí Minh. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chúc mừng những thành tích về học tập và những việc làm tốt của thiếu nhi quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời cũng căn dặn các em hãy luôn cố gắng phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống, biết yêu thương gia đình, bạn bè, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Tối qua, đoàn đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An đã có buổi giao lưu văn nghệ với câu lạc bộ cán bộ đội Hà Nội tại thủ đô Hà Nội với chủ đề Thắm sắc khăn hồng, các tiết mục ca nhạc kể chuyện trò chơi tập thể của hội viên câu lạc bộ cán bộ đội Hà Nội và đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An đã góp phần xây dựng tình cảm đoàn kết gắn bó giữa hai đơn vị. Thì trong chương trình Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Nghệ An lần thứ 11 năm nay, thì ban tổ chức đã tổ chức cái chương trình về với thủ đô Hà Nội và được gặp gỡ bác Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, và đoàn đã tổ chức viếng lăng Bác, báo công trước lăng Bác. Đây thực sự rất là có ý nghĩa trong cái chương trình của Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ. Qua những cái lời căn dặn của bác Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước, cũng như được vào lăng viếng Bác, báo công với Bác, thì các đại biểu đã cảm thấy sự xúc động và khẳng định thêm một điều nữa, đó là cố gắng học thật tốt, làm thật tốt và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Bác Hồ chúng ta, khi người về đây, Bác là một chủ tịch nước, là một nguyên thủ quốc gia. Tại đó, còn Bác, dù là chủ tịch nước, dù là Bác đã ở đây 4 năm, từ năm 1954 cho đến năm 1950, là nơi gắn bó với Bác trong những năm tháng tàn chiến gian khổ nhất.